Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lương Cà Phê. Thì hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người xuống khai trương điểm xe cà phê pha máy mới của Lương Cà Phê tại địa chỉ là 28 đường Nguyễn Thị Hương, khu Nhà Bè. Và các bạn có bạn đã hỏi là không biết là có cái combo xe nào mà sử dụng cái máy pha mà tốt hơn, máy gỗ ý hay không. Thì hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người xuống coi thử cái bộ combo xe đó nha. Và cũng nhân tiện thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người cái bí quyết để chúng ta pha chế ra một ly cà phê pha máy ngon đúng chuẩn của Lương Cà Phê. Ok, mời các bạn đồng hành với tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đây là điểm xe của chúng ta ngày hôm nay. Hiện nay thì điểm xe chúng ta đang có chương trình khai trương là kéo dài từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 18 tháng 3. Một tháng luôn mọi người ha. Cà phê pha máy đồng giá chỉ có 15.000 thôi. Đó. Và đây là điểm xe chúng ta. Đó, tại địa chỉ là 28 đường Nguyễn Thị Hương, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè ha. Đó. Buổi sáng quán khai trương cực kỳ tấp nập luôn. Được cái là mặt quán điểm xe chúng ta thì có cái mặt tiền rất là rộng luôn. Đó. Đường rộng rất là thoải mái. Và đây cái là chỉ có một mình điểm xe này họ bán cà phê thôi. Đó, mọi người thấy không? Mặt tiền rất là rộng luôn. Rất thoải mái để chúng ta để xe cũng như là để bàn ghế cho khách ngồi lại ha. Và đây là xe của chúng ta ngày hôm nay. Tôi đi vòng một vòng quanh xe để xem thử chiếc xe chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhá. Máy pha chúng ta sử dụng máy pha một rúp thôi nhưng mà nhìn rất hầm hố, chắc chắn luôn. Đây là chiếc máy pha Casadio Undersea A1. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn. Kết hợp với chiếc máy xay HC600 bên này. Đó. Ok. Nó đẹp không mọi người? Cái dòng máy này thì công suất của nó cực kỳ lớn. Đó. Và nó phù hợp cho những khách hàng mà có nguồn chi phí tốt. Cũng như là muốn một cái dòng máy mà có hoạt động ổn định. Cũng như là công suất lớn. Đó, hoạt động bởi vì cái dung tích của cái nồi hơi của nó lên đến 5 lít mọi người. Đó. Ok, để xíu nữa pha chế chúng ta coi thử xem cái máy của chúng ta như thế nào nha, hoạt động như thế nào nha. Anh cho hỏi là không biết là cái cảm nhận của mình về cái ly cà phê sữa này như thế nào ha? Cà phê sữa được pha ngon. Dạ vâng. Cô ơi cho con hỏi là không biết là cái mình uống thấy cái ly cà phê đen này mình cảm thấy như thế nào ha? Thấy là ngon, rất là ngon, đậm đà. Dạ vâng, con cảm ơn cô ha. Còn nếu mà mình có lần tới mà cà phê có vấn đề gì mình cứ góp ý cho con này con rồi cứ ha. Là như vậy chắc có lẽ là phải tốn tiền ở đây nhiều đó. Tốn tiền cà phê nhiều đó nha. Con không biết là cái cảm nhận của chú về cái ly cà phê này như nào chú? Thì nói chung là cái ly cà phê sữa này nó cái chất liệu của tụi con pha dạ. Thì nó đậm đà, dạ. Nó vừa uống, dạ. Mà nó vừa ngon, dạ. Thì coi như là ở đây chú hài lòng về ly cà phê này. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Con pha chế. Dạ vâng. Ngày hôm nay. Dạ vâng, con cảm ơn chú ạ. Dạ vâng. Dạ. Chú ơi không biết là cái cảm nhận của mình về cái ly cà phê này như thế nào chú ha? Thấy cũng uống cũng rất là ngon. Dạ vâng. Thì không biết là cà phê nó có vừa chưa chú ha? Vậy cũng được rồi, theo dạ. Tôi là được rồi, chứ mà không biết người ta uống sao cho tôi dạ. Chất lượng gì là được rồi. Dạ vâng, con cảm ơn chú ạ. Dạ, hy vọng cô chú sẽ ủng hộ điểm xe nhiều hơn ạ. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Sau đây thì tôi sẽ chỉ cho mọi người cách pha một ly cà phê. Ok, thì chúng ta sẽ lấy đủ lượng cà phê cho một ly ha. Rồi, sau chúng ta sẽ đến công đoạn đó là nén. Đó, mọi người, cái bước nén này, nén và độ xay nó cực kỳ quan trọng đúng không mọi người? Mọi người chú ý. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp vào máy. Thông thường thì một ly cà phê của Lương Cà Phê thì sẽ lấy ra là 60ml cà phê ha. Mọi người lưu ý là cái dòng chảy cà phê mà khi chúng ta pha ra thì thứ nhất là cái dòng chảy nó sợi mỏng ha, dòng chảy kẹo. Đó. Sợi mỏng và lớp rema nó phải dày ha. Và để làm được điều đó thì cái công đoạn mà chúng ta bảo quản cà phê cực kỳ quan trọng ha, để đảm bảo là cái cà phê ra là
nó thơm ngon và nó khi mà chúng ta pha ra cái lớp crema nó dày ha. Thì một ly cà phê đá thì chúng ta sẽ cho 10ml nước đường và 60ml cà phê ha. Rồi chúng ta sẽ đến cái bước đó là làm nguội cà phê, cực kỳ quan trọng đúng không? Bởi vì khi cà phê nóng xong á thì chúng ta phải làm nguội như vậy để khi mà cho vào đá thì nó sẽ không có bị tan đi ha, và làm cà phê nó đậm đà hơn chứ nó không có bị loãng ha. Đó là lý do mà tại sao mà khi chúng ta pha cà phê máy thì nhiều người nói là cà phê máy nó loãng, nó nhạt ha. Thì chúng ta phải có bước làm nguội này ha. Đó. Thì chúng ta sẽ lắc trực tiếp bằng cái sucker ha, phần thân của sucker luôn. Đó. Thì như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Khi mà chúng ta pha cà phê takeaway mang đi cho khách hàng thì nhanh gọn. Đó. Và đây là một ly cà phê hoàn chỉnh. Đó. Mọi người cứ tham khảo cái cách pha này của Lương Coffee. Nếu mọi người có thắc mắc thì vui lòng comment phía dưới để Lương Coffee sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mọi người ha. Ok, đó là bí quyết để chúng ta pha chế ra một ly cà phê pha máy ngon đúng chuẩn của Lương Coffee. Và nếu như hiện nay mà đang gần điểm xe chúng ta thì hãy ghé ngay địa chỉ là 28 đường Nguyễn Thị Hương, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè để thưởng thức ngay một ly cà phê pha máy đúng chuẩn của Lương Coffee, chỉ có giá là 15.000 thôi. Và nếu như hiện nay bạn đang quan tâm đến cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi này thì vui lòng comment phía dưới hoặc liên hệ với số hotline của Lương Coffee để chúng tôi có thể liên hệ lại và tư vấn cho bạn kỹ càng nhất. Và nếu như bạn thấy hay thì vui lòng cho một like, share và một đăng ký kênh để ủng hộ Lương Coffee và theo dõi Lương Coffee trong những lần sau. Hẹn gặp lại các bạn.